Ok bà hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok, thì hôm nay bọn mình, các thành viên trong Hero Team sẽ hóa trang thành những Racing Boy và Racing Girl Việt Nam đó. Thì anh em đang thấy là ở đây hiện tại mình đang có nè. Người thứ nhất chính là Kyron TV đó. Người thứ hai là Sammy Đào. Người thứ ba là Mèo Simmy. Người thứ tư là Khang Dừa. Ngày và người thứ năm chính là Timmy Đù. Ta-da. Hình như là trong đây còn thiếu một bà Camui với lại là một ông trưởng team Mr. Dịch nữa. Hình như là hai người đó bận rồi cho nên là không chơi được anh em ơi. Cho nên là bọn mình sẽ chơi chỉ có 6 người thôi nha. Ok, nhưng mà 6 người cũng đủ vui rồi. Ok, chúng ta bắt đầu đua xe thế nào anh em ơi. Từ từ mấy bạn, từ từ tôi đếm bắt đầu rồi đó. Ok như vậy nha. 1, 2, 3, chạy. Ôi, đừng tung tôi chứ. Ôi, cái xe cái con kìa, cái xe cái con nhỏng lên luôn. Ôi, bà nào đẩy cái xe tôi vậy? Xích ra, ấy da, trời ơi, bởi cái xe tôi rồi. Tung cái xe tôi vô tường luôn nè. Ôi, mấy người kia. Khang Dừa đang dẫn đầu rồi, Khang Dừa đang dẫn đầu rồi. Tim đi đù né ra nè, đạo phộng, cái xe của bạn tung xe tôi giờ. Cái xe lão hả? Cái xe lão quá à. Cái bánh xe. Nhìn đã không, nhìn cái xe nhìn đã không. Ôi, mình phải vừa qua được, mình phải vừa qua được Kyron với lại là Khang Dừa anh em ơi. Đậu phòng hai ông này chạy trước mình rồi bỏ mình nè. Rồi kẹt xe rồi, mình vừa qua đợi anh em ơi, mình vừa qua đợi. Có chị thì nên. Khang Dừa ha, Khang Dừa vẫn muốn giữ được top 1 ha. Né ra. Né ra cho tôi. Khang Dừa tung nè. Ôi, tránh ra Khang Dừa tránh ra, ai cho đi trước tôi. Khang Dừa đã bị tung xe anh em ơi, Khang Dừa bị tung xe rồi. Ôi. Như vậy là không được rồi. Ok anh em ơi, mình đang giành top 1 nè. Ơi, bên đây có đường tắt nè, ok mình sẽ đi đường tắt. Rồi dướng cái xe lại đây. Thế nào mới là một chân chơi thực thụ? Ây da, dướng cái xe tôi nè. Chạy. Ôi, con tim bị đâu vậy? Nè. Ôi, dướng. Trời ơi, xe tôi đỉnh cao chưa? Đi đây. Wow, trời ơi. Trời ơi, mình đứng top 1 anh em ơi, mấy người kia bị vướng xe lại rồi, không ai chạy được hết vậy ơi. Là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đang có thể là đuổi kịp. Cái gì vậy? Tán sắp mặt rồi nha. Công an nó đến nó hốt. Đại tướng Tommy ơi. Biết lý do tại sao mình không chạy được, mình bấm Uniki các bạn, hay gì bấm không có cái chuyện chỗ được chết á. Trời ơi, tắt Uniki đi mới chạy được chứ. Ok, mình sắp giành được điểm rồi, mình sắp giành được một điểm rồi nè. Thôi, hình quên. Yes, ok. Bạn đầu coi như biết tôi, bạn sao biết đi rồi. Ok. Này nháp đi. Rồi. Ok, rồi làm tiếp ván nữa nha. Rồi vào đi. Vào đây. Rồi mọi người vào đây, bấm chữ vào. Nhường là vào. Nhường con gái đứng trước đi. Ba, hai, một. Ok thôi, mình nhường con gái chạy trước đi ba. Nhường con gái chạy trước đi. Ok, mình né qua. Cho con gái chạy trước đi. Cái gì vậy cái? Ơi, cái gì vậy? Sao bà này tung tôi, ông kia tung tôi vậy? Trời. Ơi, bánh xe tôi kẹt rồi. Ủa sao tôi chạy cuối không vậy? Ai Khang ơi, tính ra bọn mình kêu là để cho con gái chạy chạy trước, mà cái Ron nó chạy trước, hóa ra cái Ron là con gái Khang à. Liêm sĩ tầm này, liêm sĩ gì tầm này à. Timmy đến cuối rồi, ôi, Timmy lên hạng nhất luôn kìa, ghê. Nghiệp buộc mày đó Kyron ơi, này thì liêm sĩ, này thì bỏ liêm sĩ rồi. Ok, thôi mình đi, mình chơi xe điện đụng đi, mình đi xe, mình đi chơi điện đụng đi, mình tung nhau luôn đi. Ok. Cái gì vậy Phong? Dành rồi, ok, tôi dành top 2 rồi, tôi top 2 rồi nha, tôi top 2 rồi, tôi vừa có Simmy nữa nè. Tôi đi rồi, what the fuck? Sao nghe được vậy?
tôi với danh nghĩa là đệ nhất quốc sư, tôi sẽ giành ok, Khang Dừa đứng top 3 nè, Sammy Đào đứng top 4, ok. Đâu, đâu, bị vượt, bị vượt. Ôi, có bộ là mèo, có bộ là mèo, Simmy là biết chơi trò này rồi cho nên lái xe định tĩnh quá ha. Ok, tôi sẽ... Ok, tôi sẽ... Simmy bị lạc bánh xe rồi, Simmy bị lạc bánh xe rồi. Simmy bị lạc bánh xe rồi, ok, mình sẽ vượt quá. Đây. Hey, trời ơi, dạ dạ dạ. Trời, hay đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Hay Phong chạy xe đỉnh chưa? Chặn Phong đi. Mình bị lép luôn. Làm sao mà chặn Phong được? Làm sao mà thắng Phong được? Phong đứng một tí rồi. Súng chặn Phong. Ơi, tao có súng mà được cái súng này ơi. À ơi, dễ gì chặn Phong được. Em ơi, cái xe tôi nghe rồi. Cái xe tôi nghe rồi. Ok, cảm ơn Khang, cảm ơn Khang cái tung tôi lên. Cảm ơn. Cảm ơn Khang đã tung. Có thể là một người đem đến cận. Đâu mà biết Phong đi. Cho lịch bánh xe. Hãy cùng nhau thống trị và lực độ. Ê! Thôi ơi! Tôi lấy cái xe rồi mày. Ủa sao xa tiếng tôi nhảy xếp xe luôn rồi. Không, tôi là người chiến thắng mới đúng. Không. Tôi bị té xe. Tôi bị té xe. Thêm ván nữa. Ok. Ok, trở lại. Nhường con gái đi. Thôi bây giờ nè, mình nhường con gái chạy mấy cái xe ở đằng trước đi, mình chạy mấy xe đằng sau. Ok. Thằng nào không nhường thằng đó không phải là con trai. Khang giữa tung luôn rồi. Ôi, bình tĩnh đừng tung tôi. Lên ba đường ngày đây rồi. Ok, chạy thôi. Con gái đi trước kìa, chạy. Cái đòn nè, cái đòn tung xe tôi kìa. Tung xe mà. Dạ. Ôi, đi phi đi. Liêm sĩ tầm này. Liêm sĩ tầm này hả mấy ông, hay lắm mấy ông, hay lắm. Ôi, sao vậy? Đâu. Ôi. Rồi, Timmy bị kẹt rồi. Sammy cũng bị kẹt lại rồi. Sammy bị kẹt lại rồi, Sammy chạy không được rồi. Tôi sẽ đem bánh khoai cho gái. Trời ơi, từ nãy giờ con trai chúng ta thắng quá trời rồi. Trận thứ ba này con trai chúng ta cũng phải thắng luôn nha. Đừng để con gái thắng thua, mình thua nhục lắm. Tung xe nè, Timmy bị tung xe rồi. Lên em ơi, vượt mặt mèo Simmy anh em ơi. Mèo Simmy đứng top 1 kìa, dí theo. Quý vị yên tâm, quốc sinh Hoa Kỳ sẽ giành ly top 1 cho quý vị. Mắc rồi, chết rồi. Ồ, mày phải chết mày, mày phải chạy lại con trai lại đi. Để tôi lấy bánh khoai cho mấy đứa gái. Con bắn mày bây giờ, mày đăng anh em ơi, dí theo nó. Dí theo mèo Simmy, tung nó cho nó té xe. Tôi muốn thắng không? Bắn bây giờ, thắng. Ơi, tôi bị kẹt xe lại thôi. No. Bị kẹt luôn nè, không lên được mà lại lui nữa nè. Ôi, coi chừng Simmy nó giành top 1 bây giờ kìa, dí theo Simmy đi. Ê, Simmy nó bị tung xe. Simmy bị tung xe kìa. Quý vị, đồng bào trong nước hãy cố lên. Hãy dương lên cho chính mình. Ôi, nó bị xe, khó chịu quá. Cố lên, bà ơi. Không được để con gái thắng. Không được để con gái thắng. Yeah. Ai thắng rồi? Tao thích giọng mày quá Khang à. Thất vọng vậy, Khang quá, Khang dí mãi rồi không dí kịp. Thất vọng quá. Trong cuộc đời ai cũng có cái sai mà. Dần dần có cái sai của dần dần chứ bộ. Ôi mọi người ơi, từ nãy giờ chưa đủ thời gian cho nên đua thêm một trận nữa nha. Ok. Ôi, hồi nãy mình bị đen lái xe, mình bị rơi xuống xe luôn. Thời luôn, cái phím, bàn phím của mình phải đổi bàn phím mới mới được. Ok, mình tiếp tục nhờ con gái đi. Cái đó, sao chạy chưa chạy? Cái đó nó bỏ liêm sĩ rồi anh em ơi. Chạy chưa chạy? Có gái chưa không? Sammy hả? Mình sẽ tung cho Sammy bị té luôn. Không. Khang chưa chặn Sammy lại, chặn Sammy lại. Con gái ơi, con chưa mà. Lên được không nè, lên đi. Sammy nó nhảy xuống xe luôn. Dần dần tin tưởng đồng bào quý vị. Sammy nhảy xuống xe luôn rồi. Wow. Mẹ Simmy đi
chạy phía sau cu John. Ok, cố lên Tài Đền, hãy lấy lại niềm vinh quang cho đàn ông đi. Trước tôi bạch luôn trời. Mình mà không thấy cái này mình không phải là đàn ông. Vinh quang cho tất cả anh em đồng bào trong đây. Không nói không phải là đàn ông nha. Vượt đi xem rồi. Tao mà không thắng trận này, tao sẽ là con gái được, tin không? Dần, thua thì trận này mà Kairon thua thì Kairon chặt Hạ My đi. Đừng có giữ Hạ My làm gì nữa. Trần Dần trận này mà không Trần Dần bắn mày. Cái gì vậy? Cái này sao mà tập trung tôi? Gì bắn lại vậy? Cái này mà thắng là mù chim em đuổi theo kịp rồi. Chết rồi, tôi hết đi đường tắt rồi, tôi phải đi đường bình thường rồi, hết đi đường tắt rồi. Chán này Trần Dần mà không thắng là Trần Dần không phải là đàn ông nha quý vị. Ôi ơi, coi nó đi trước rồi ba ơi, nó bị cắt xe nữa. Hello Khang Dừa. Tôi thấy Sammy đào đằng sau lưng. Thôi mà cũng đuổi kịp mọi người. Cũng sức cũng mà chạy, cũng không phải. Mọi người ơi, đợi tôi. Timmy từ nãy giờ nó vẫn đang ở đây nào, mình cũng không biết. Ok anh em ơi, không giành được top 1, top 2 thì ít nhất cũng phải giành được top 3 anh em hiểu không? Cái gì vậy Khang? Anh em yên tâm tôi. Cái gì vậy? Tôi đã giành được top 1 rồi. Vậy luôn hả Khang? Top 1. Ây da, kẹt xe ơi nữa đó. Em sẽ đem lại vinh vô anh ơi. Vinh cái này không á. Win. Chán quá vậy. Vậy tính ra chúng ta đua 4 trận thì con trai chúng ta đã thắng được 3 trận rồi. Trời con trai chúng ta. Ê tính ra Kairon chạy trước, Kairon nó bỏ liêm sỉ luôn bạn. Chạy trước mà. Ok, thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video thì đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho thành viên trong team Hero nha. Và tạm biệt anh em, yêu anh em phải nồi. Bye bye. Và mình ớt đây, tạm biệt mọi người. Bye bye. Bắn mày mày.